Thế thì không theo đủ điều kiện được. Chứ không phải là tôi này đánh tôi thân sang. Mà hôm qua như tôi đã trả lời, có lẽ là hàng chục tờ báo đó. À, thưa ông, mặc dù là ông đưa ra ý kiến khách quan như vậy nhưng mà nhiều người cho rằng là tuy không lên tiếng ngay lập tức nhưng mà trong cái thời điểm hơn 2-3 tháng qua như vậy thì ông đã có những cái phản ứng và động thái như thế nào ở cái cương vị là người cầm bút ký cái giấy chứng nhận đầu tư cho không? Trước hết thì tôi rất là băn khoăn và chia sẻ với hàng vạn đồng bào bị ảnh hưởng. Và một phần thì vừa là đồng viên, phần hai cũng là trao đổi tâm tư với các đồng chí lãnh đạo của địa phương để là hỗ trợ các cái nguồn lực cho bà con sớm ổn định. Thứ hai nữa là cũng kiến nghị phải các cơ quan trung ương, mặc dù mình trong phạm vi quyền hạn của mình là có hạn, nhưng mà kiến nghị với cơ quan trung ương là sớm là tập trung để vừa là điều tra kết luận sớm và hỗ trợ nguồn lực để một mặt á, thì xử lý nghiêm những vi phạm của Phong Quốc Sa, ta phải xử lý nghiêm. Và cả bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm cùng phải xử lý. Nhưng đồng thời cũng là bằng mọi biện pháp để ổn định sớm cho bà con cuộc khu vực bị ảnh hưởng, là ổn định đời sống, rồi trở lại sản xuất bình thường. Và không để gây những tâm tư lâu quá nó ảnh hưởng đến những mặt khác mà đây cả cái môi trường đầu tư của chúng ta. Ông đã vừa trả lời với báo chí là về cái trách nhiệm ấy, thì là về cái ký cái giấy đầu tư thì là không sai và đúng quy trình, tuy nhiên việc thực thi thì lại là sai. Thì tuy nhiên mọi người vẫn quan tâm đến cái trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có cá nhân ông, thì ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Không, tôi đang cái việc mà ký giấy chứng nhận đầu tư là đúng luật, đúng theo nghị định 108, đúng theo là quyết định 72 của Thủ tướng, và đặc biệt đúng luật đầu tư và luật đất đai. Hay cái thời gian của 7 năm như vậy là đúng theo cái điều 34 của luật đầu tư và điều 67 của luật đất đai. Đối với những dự án lớn có quy mô lớn và vốn lớn thu hơi chậm, mà nó nằm trong cái khu vực mà vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các ưu đãi đó, là ưu đãi cả về thời gian thuế đất, ưu đãi cả về tiền thuế đất, ưu đãi cả những cái chính sách khác, và có quyết định Hà Nội, có điều khoản quy định rõ ràng. Thì cái này Hà Tĩnh không thể tự đặt ra được. Và đồng thời khi có mà đảm bảo đúng quy trình, tức là khi mà nhà đầu tư họ có cái yêu cầu thì bên này đã tỉnh đã báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, là có văn bản là 323 đồng ý, sau đó thì giao cho các bộ ngành cùng với địa phương là làm hướng dẫn rồi quy trình rồi là thẩm định của tất cả các bộ ngành có liên quan. Hiện nay văn bản còn nguyên vẹn đây cả, rồi lại để thẩm định của các thành viên của cả cơ quan của trung ương nữa, và sau đó tổng hợp báo cáo lại lần thứ hai về chính phủ xin ý kiến. Thì chính phủ là đồng ý ở công văn 8 tháng 9 để đồng ý cấp phép. Và đồng thời cái thời gian 7 năm ấy thì Thủ tướng cũng đã có văn bản số là 926 đã đồng ý thời gian 7 năm, thì tôi cho rằng cái việc cấp phép như vậy là đúng và phù hợp với cái luật pháp của chúng ta. Thế còn trách nhiệm xin ông nói rõ hơn là về cái trách nhiệm của lãnh đạo trong việc thực thi đấy ạ. Về quyết định, ký quyết định thì ông cho là đúng không? Vâng, ký quyết định thì nó đúng với cái quy định của luật pháp thôi. Vâng. Còn cái quá trình mà để vi phạm thì đến cái chỗ là xảy ra môi trường ấy thì nó đang là tội phạm, thủ phạm và nguyên nhân là Phong Quốc Sa thì nó đã rõ, mà chúng ta đang xử lý nghiêm túc. Một câu hỏi nữa mà được rất đông đảo người dân quan tâm, đó là về cái xử lý hiện nay thì vẫn cho nhiều ý kiến cho rằng chưa thỏa đáng, thậm chí có ý kiến cho rằng là nên đình chỉ hoạt động của Formosa, hay đối với cá nhân của ông thì cũng có người cho rằng là nên bãi miễn cái cách. Tôi chưa nghe ai nói và ông, tôi không nghĩ thế. Tôi không nghe ai nói và cũng không nghĩ thế, nhưng mà vấn đề còn xử lý Formosa tôi đang kiến nghị là xử lý nghiêm túc, và nếu mà nó không thực hiện nghiêm túc theo đúng cam kết thì ta phải xử lý cao hơn. Đó ra có khi là phải đình hoặc chỉ hoặc là thu hồi lại. Nhưng theo tôi là cái đó là cái phải kiên quyết thực hiện theo luật pháp quy định ở bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Thưa anh cự, là sáng nay trả lời báo Dân Chí thì đại diện chính phủ nói rằng là cái việc trả lời của anh là không hài thỏa đáng, bởi vì là thời điểm mà khi chính phủ phát hiện ra lúc đấy là mình hợp thức hóa cái việc là 75 50 năm có văn bản chính là 26 của chính phủ. Tức là lúc đấy là thực ra chính phủ đã gần kết luận cái việc đấy rồi, mình mới có cái ý kiến như thế ạ. Anh là người lên học.